Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hundus Golf. Và đây là tập 2 của series The Last Golf Trip, cũng là 9 hố sau trong trận đánh 18 hố của mình tại sân golf Đồi Cù, hay còn gọi là sân golf Đà Lạt. Kết thúc 9 hố đầu, điểm số hiện tại của mình đang là dương 3. Đây là điểm số khá ổn với mình, tuy nhiên 9 hố sau này mình nghe nói là khó hơn 9 hố đầu. Do vậy mình cần phải chắt chiu tốt hơn nếu muốn đánh dưới 10 trong ngày hôm nay. Nếu mọi người chưa xem phần 1 thì link mình có để ở dưới phần mô tả. Còn nếu mọi người đã xem rồi, hãy cùng mình trải nghiệm nốt 9 hố còn lại tại sân golf Đồi Cù nhé. Hố thứ 10 là 34, có khoảng cách là 372 yard. Ở hố golf này fairway tương đối hẹp và nếu cú tee shot của mình trên 250 yard thì sẽ vào nước cắt ngang. Do vậy phương án an toàn nhất mình sẽ lựa chọn cái gậy ba gỗ để đánh trước nước ở hố golf này. Ok. Thế thôi, thế là mình 2 on. Ok. Có một số bạn comment và nhắn tin cho mình và mình review thêm giá của sân golf. Do vậy mình sẽ có thêm phần review giá cả của sân golf ở cuối video này. Mọi người hãy xem đến cuối video để biết hôm nay mình đánh sẽ có giá bao nhiêu nhé. Khoảng cách còn lại là 125 yard nhưng mà lên dốc khá nhiều. Mình sẽ lựa chọn cái gậy P ở cú đánh này. Hơi phải rồi. Hơi over đấy chị ạ. Quá nhiều. Cú đánh thứ hai của mình bóng đi tương đối mạnh vào phải, để lại một cú chip xuống dốc tương đối nhiều. Mình sẽ lựa chọn một cú chip bổng để cố gắng cứu par ở hố golf này. Dừng. À. Không đi gì lắm nhưng vẫn được. Hố này là em đánh về trái cái nhà á. Trái cái tòa nhà đó. Trái cái tòa nhà, đánh ok. Trái tòa nhà. Đây. Hố golf tiếp theo là par 5, có khoảng cách tương đối là dễ chịu, 479 yard. Và ở hố golf này nếu mà cú đánh tee shot của mình tốt thì hoàn toàn có thể dễ dàng 2 on. Tuy nhiên cú đánh driver này lại không draw như mình mong muốn và bị rơi vào băng cờ bên tay phải. Có ok ạ. Rescue được ấy. Chiến đi. Vì nó nổi nổi này cũng được ấy. Thẳng hướng cờ luôn. Khoảng cách còn lại tới cờ là 220 yard xuống dốc và ở tình huống này mình sẽ lựa chọn cái gậy rescue để cố gắng tấn công 2 on. Và đây cũng là quyết định sai lầm nhất của mình khi quá tham lam ở hồ golf này. Ủa. Cú đánh rescue của mình bị kéo sang trái tương đối nhiều và đây là tình huống mà mình phải đối diện. Mình sẽ thực hiện một cú đánh lốp bóng bổng để bóng có thể qua băng cờ và dừng được ở trên green. Thôi, trời ơi, dừng. Wow. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. 294 yard. Đánh có thể linh tinh ở một on được chứ. Cái cung cậu màu vàng nó rớt rớt dây xuống không? Vâng. Cái hàng cây thấp nhất á. Hả? Cái chỗ mà có cái dây vàng vàng xuống không? Thả xuống đó. Ờ, cái rim đó. Cờ đấy luôn. Đúng rồi. Cờ ở bên trái. Cờ góc đó luôn á. Đẹp đấy, đúng hướng rồi đấy. Cú đánh driver của mình vừa rồi tương đối tốt, tuy nhiên sân thiết kế một hố cát vòng quanh green thế này, do vậy bóng mình đã rơi vào băng cờ. Làm quả băng cờ đẹp đẽ rồi. Thẳng cờ nhá. Ăn cát nhiều quá. Lên dốc nhiều. Green chậm. Thế nào? Ờ, thế là được rồi. Thế là cũng ổn rồi.
à. Thế đi pa. Hồ golf thứ 13 là 34 có khoảng cách là 404 yard và ở hồ golf này lại có một hồ nước lớn cắt ngang fairway và nếu đánh driver thì mình cần phải có điểm carry trên 300 yard thì mới qua được. Vậy nên mình sẽ lựa chọn cơ gậy 3 gỗ ở cú đánh tee shot này. Thế mà mình không đánh ra fairway. Nhưng mà hướng đấy chắc như vẫn ok. Ok. Bên nhưng mà bên hồ bên kia. À. Bên rừng cây bên kia bên phải. Bên phải là OB luôn. Khoảng cách tới cờ còn lại là 165 yard, tư thế đứng bóng cao hơn chân. Mình sẽ lựa chọn cái gậy bẫy sát ở cú đánh này. Ồ. Lực đẹp chứ. Nảy vào đi. Ô, lực đẹp hơi kéo ấy. Ê, cái tư thế này nó hơi ấp nữa. Hơi kéo. Okay. Hơi xuống, vào đây xuống ấy chứ. Khó đấy. Cú chip này của mình có địa hình xuống dốc tương đối nhiều. Mục tiêu điểm rơi của bóng sẽ là ở mép green. Dừng. Ôi, nó không dừng luôn. Bởi vì thế là nó xuống dốc nhiều quá. Đây là cú putt quan trọng để mình giữ lại điểm số par ở hồ golf này. Sao nó lại bẻ ra đấy? Bogey. Phải cái tháp một chút ạ. Hồ tiếp theo là par 5 có khoảng cách là 540 yard. Ở hồ golf này thì fairway lên dốc, có địa hình hơi đổ một chút từ trái qua phải. Mục tiêu của mình sẽ là phía bên phải của cái tháp băng ten trước mặt. Ok. Đẹp rồi. Cầu hình xanh chưa? Em đánh thẳng cầu. Khoảng cách còn lại tương đối xa và lên dốc khá nhiều. Mình sẽ lựa chọn cây gậy ba gỗ ở tình huống này và cố gắng đánh sáng nhất có thể. Đẹp đấy. Ok. Đấy. Hôm nay chân chỉ này. 40 yard. Trái sang. Dắt đi. Ôi giời. Nó dừng luôn cái kinh chứ. Qua ép phải. Bơ đi rồi ôi không thiếu đủ không đủ lực. Cho một điểm thú vị ở 9 hố sau ở sân golf đội cũ là không hề có par 3, chúng ta sẽ chỉ có par 4 và par 5 ở 9 hố này. Cú đánh driver của mình hơi phải, do vậy bị vướng cây ở cú đánh thứ hai. Cờ đâu nhỉ? Ồ kìa. Đẹp thế nhỉ? Cái hố này mà nó fairway thì phải đẹp không? Nó nằm lên kia kìa, nó lăn nữa. Trời ơi. Mình đúng là thích chơi việc khó đây. Bốc qua cây nào đây. Chắc có khi phải đánh gậy khác. 54 chẳng hạn. Bởi vì hướng đánh này qua cây khá là khó đánh. Ok, đánh 54 đi. Trời ơi, quá đẹp. Không biết có tới được không bởi vì em chọn cây ngắn hơn. Luôn. Kéo tay rồi. Em kéo tay. Rụt tay vào phát. Biết đi anh.
Ok, ta. Nhắm theo cái tam giác đó em. Vâng. Cái hoa có cái tam giác đó. Hoa tam giác. Hồ thứ 16 là 34 có khoảng cách là 399 yard. Ở hồ golf này fairway xuống dốc và mình tiếp tục phải sử dụng cái gậy ba gỗ để chia trước nước. Nó lại đúng hướng quá. Ok. Mình đã có một cú đánh ba gỗ khá tốt, khoảng cách còn lại là 125 yard, gió ngược, qua nước. Mình sẽ lựa chọn cái gậy pitching cho cú đánh này. Đánh trái cơ một tí, an toàn hơn. Dừng, dừng. Ôi, ông mở á. Cái pitching mà nó còn dơ. Gì vậy? Nửa đường. Hơn nửa đường thì khó thế nhờ, tự dưng lại. Dừng. Trời ơi. Cái thì đã là ăn rồi, bogey. Em đánh trái cát được kìa. Hồ thứ 17 tại sân golf đồi cù là 34, có khoảng cách là 383 yard, nước cắt ngang fairway và đến mép nước có khoảng cách là 200 yard. Mục tiêu của mình sẽ là ngắm về phía bên trái của băng cờ trước mặt và mình sẽ sử dụng cái gậy năm sát cho cú tee shot này. An toàn. Dừng ở fairway đi, ôi vào cỏ giáp mất rồi. Ok. Hơi sao? Cú đánh tee shot của mình bóng đi hơi trái, do vậy mình đã rơi vào cỏ giáp. Và ở cú đánh thứ hai này mình sẽ lựa chọn cái gậy 8 sắt để tấn công cờ. Đây rồi. Over. Ok, đẹp rồi. Bao. Bao. Thiếu tí lực nữa thôi. Vào thêm tí lực nữa thì nó chả ăn không đi. Hồ cuối cùng là par 5 nhưng mà do đang sửa chữa, do vậy mình không thể chơi được. Mình sẽ thay thế bằng hố par 5 ở hố số 11, có khoảng cách gần như là tương đương. Và hố này cũng là hố mà mình bị đáp bố duy nhất ở đường này. Đây chính là cơ hội của mình để phục thù. Như mọi người có thể nghe thấy thì tiếp xúc bóng vừa rồi của mình cực kỳ tệ. Bóng đi tuy không xa nhưng mà rất may là vẫn đúng hướng. Có ok không? Khoảng cách còn lại tới cờ của mình là 205 yard, xuống dốc, gió hơi xuôi. Và mình sẽ lựa chọn cái gậy 5 sắt để cố gắng 2 on ở cú đánh này. On đúng không? Ok. Xuống dốc. Thái thải qua nha. Vâng. Đoạn này đến đây mới được xuống đây. Đây mới được xuống đây. Được đến đây. Sao nó không đổ vào mấy nhỉ? À, vẫn phải làm việc. Nó xuống hay lên nhỉ? Ngang ngang. Birdie. Yes. Thôi, birdie cũng được rồi. Lấy lại chút thể diện cái hố vừa rồi.
Ok, vậy là mình đã hoàn thành 18 hố tại sân golf đồi Cù và điểm số hôm nay của mình là dương 6. Mình rất hài lòng với phong độ hôm nay của bản thân và sân golf đồi Cù cũng là một sân golf cực kỳ đẹp. Trong tương lai mình nhất định sẽ quay trở lại Đà Lạt để trải nghiệm đủ 18 hố của sân golf đồi Cù khi sân đã hoàn thành sửa chữa. Đánh xong thì mình sẽ đi thanh toán tiền sân và tổng thiệt hại hôm nay là 1.800.000. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích video hãy để lại một like, một chia sẻ video và subscribe channel Hundus Golf để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của series The Golf Trip. Bye!